Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là tổng côn trên của Mazda 323 2005. Sản phẩm được sử dụng với dùng chung với 626 đời 2001. Đây là tổng côn trên của nó. Đây, chính là cái tổng côn trên 5/8 của 323. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty AS tại Đài Loan anh em nhé. Đây, đây chính là cái vỏ hộp mà của nó này. Đó. Mỗi một tổng côn thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này ạ. Đây là vẫn là nguyên đai nguyên kiện anh em nhé. Đó. Đây chính là nguyên đai nguyên kiện của cái tổng côn. Đó. Anh em chờ một chút để em sẽ cắt ra. Em cắt ra để cho anh em cùng xem. Đây, mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này để trong cái số bóp này để tránh va đập, để tránh hỏng. Đây chính là cái tổng côn của nó này anh em này, AS này. Đấy. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái tổng côn trên của Mazda 626 và 323 2003. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.